Sáng nay, Thủy ủy Bến Cát tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ 25 khóa 12 mở rộng, đến dự có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thị ủy Bến Cát đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết năm 2023, đảm bảo tiến độ. Trong đó, một số chỉ tiêu năm đã hoàn thành như chỉ tiêu giảm nghèo, số trường công lập đạt chuẩn, tỷ lệ hồ sử dụng điện, sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Đặc biệt một số chỉ tiêu thực hiện tốt nổi bật là chỉ tiêu phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tình hình kinh tế xã hội của thị xã Bến Cát tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp đạt 70,8%, thương mại dịch vụ đạt 29%, nông nghiệp đạt 0,2%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 139.000 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước từ sản xuất kinh doanh trên địa bàn là 1.692 tỷ 630 triệu đồng, đạt 39% so với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 391 tỷ 284 triệu đồng, bằng 86,6% so với cùng kỳ, đạt 39% kế hoạch tỉnh giao. Y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được đầu tư, luôn quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và góp ý báo cáo kinh tế xã hội của thị xã Bến Cát trong 6 tháng đầu năm và đề ra những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023. Dịp này, các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp văn phòng cấp ủy của thị xã Bến Cát được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy.